Ở bên đây thì cái mầm này nó bị lỗi nè các chú. Nó bị lỗi, nó bị con gì cắn á, mình trị nó hết bệnh rồi mà nó vàng, mình để nó xấu quá mình cắt nó bỏ rồi. Đó thì tình trạng cây đọt nè. Đọt thì vẫn ok nha. Đó, ở đây mình trị nó đứng rồi nè. Thấy không? Bị con nhện, nhện nó đút á. Đó, mình trị nó đứng rồi nè, nó khô lại rồi, thấy không? Nó khô đen lại rồi đó. Này cũng dầm lá nhựa, lá dày nè các chú. Nè lá nè, đọt nè. Cây cao nè. Cây cao nè. Một gang tay nè. Trên 40 sen nha các chú. Đó, hình PD phi đẹp hay gọi giả hạt đó, hình số 4 180k. Hình này mình bán 250 mà tại nó bị lỗi lá giờ mình hạ xuống 180k cho các chú anh chị mình sưu tầm nè. Tuy nhiên cái đọt bên đây nó không, cái lá nó không được đẹp thôi, chứ nó không bị gì hết, còn bên đây thì nó vẫn đẹp bình thường nha, không bị gì hết. Đó, thì cái dòng này thì nó thắt ngọn nó cũng xuống lá thôi, cũng không có chơi lá. Đó, cái lá gốc nó tròn vo này các chú. Hình số 4 180k. Hình số 5. Số 5 ở đây mình có một cái chậu lụa vàng. Đó, lụa vàng rễ nè. Rễ sinh vàng hết trơn rồi nè. À. Rễ sinh vàng hết trơn đó. Thì có các chú anh chị mình sưu tầm về làm giống 100k. Hình số 5 lụa vàng. Đó, trên đây mình cũng có đánh dấu nè. Lụa vàng. Thì cái bông nó rất là đẹp nha các ông chú. Bông này thường thường thì nó cho hoa tết. Nhớ nhớ vậy đó, không biết phải không nữa. Ở đây nó sưng nè, sưng này chắc sổ hoa, cái này thân tơ nè, cái này chắc cho hoa quá. Nè. Sưng hết trơn rồi. Hình số 5 lụa vàng là 100k. Ở đây hình số 6. Hình số 6 thì mình còn một cái chậu lan hài nè, hài V nữ. Hài này thì bông to đẹp khó nói rồi. Đó, cho hoa vào dịp mùa xuân. Đó, còn một chậu này, chậu này cái này mình bán 150 là mình hạ xuống cho các chú anh chị em sưu tầm luôn, 120, hình số 6 lan hài. Ở đây mình có một cái chậu hồng nhạn. Hồng nhạn mà cái này nó giống hoàng nhạn lắm á các chú. Nè, các chú nhìn lá xếp nè. Cây lớn trưởng thành, cây lớn quá trời lớn luôn. Đây cũng vậy nè. Cây lớn. Mình bán cho các chú hồng nhạn, ra hoàng nhạn thì các chú mình hưởng. Rễ thì khỏi nói rồi nè. Đó, rễ nó ra vậy luôn á. Xương cá luôn. Nè. Rễ nó ra nè. Đó. Hết hồn không? Đó. Rồi, chậu hồng nhạn hình số 7, 150k cho các chú anh chị mình sưu tầm luôn. Bán rẻ luôn, quá trời rẻ. Ở đây mình có một cái chậu Phật Ngọc. Phật Ngọc thì cái bông nó các chú là nu gồ gõ, bông đẹp cực kỳ luôn, dễ chăm. À, rễ nè. Đó, rễ nó ra thấy ghê hồn không? Bám chậu hết trơn luôn, xanh mướt. Cây nào như cây nấy. Cây nào không ra rễ hết. Đó, xanh mơn mởn hết trơn. Bám chậu hết trơn rồi. Rồi hình này là Phật Ngọc mà mình không biết có lộn vô mình không biết là nó có lộn ngọc thạch ba màu không nha các chú. Đó, nó trồng cũng để lăn lộn nè. Cái này nó giống giống với nhau nhưng mà cái này là nó đã sổ hoa rồi nè, cái bông hoa nó sổ nè. Đó, Phật Ngọc. Mình mới ngắt bỏ đó, nó tàn rồi. Đó, nó sổ là Phật Ngọc đó, thì cái chậu này mình nghĩ là nó là Phật Ngọc hết chứ nó không lộn vô đâu. Nếu mà lộn ngọc thạch ba màu vô thì các chú mình hưởng luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, chậu hình số 8 150k luôn cho các chú anh chị sưu tầm. Biết bao nhiêu thân tơ nó nè. Thân tơ quá trời luôn. Đây có thằng lớn nè. Đó, 150k hình số 8, hình Phật Ngọc. Đó. Ở đây mình còn hai cái giò kiều vuông cánh trắng hồng vàng. Đó, cây thân tơ rất là đẹp luôn, thân tơ không hai chậu rồi nè. Đó, bình thường mình bán là 220-200 chậu, bữa nay mình giảm giá cho các chú anh chị mình luôn nè. Đó, hai chậu các chú lấy hai, một cái giò này với cái chậu này á, là
mình để 350 đó. Ai chốt mình ai chốt cái hình hai chậu kiều vuông này 350 mình tặng cho một cái chậu thạch học tía về làm giống nè. Quá chạy kỳ nhảy nè, mặc sức về mà nhăn ra thứ này nhảy còn dữ lắm nhảy con. Cái này về với chú trồng ra được ba chậu thạch học tía nè. Ai chốt hai hình này nè, ai chốt cái hình này nè. Nó hình số 9. Hình số 9 là hai giò kiều 350 tặng cho thạch học tế về làm giống nha. Hàng thạch học tế là hàng giống nha, mình nói trước hàng giống nha chứ không phải là hàng nè. Kia nhảy rồi nè, tua tủa luôn rồi nè, về mất sức rồi nhân giống nha. Về trồng ba chậu, ba chậu cắt kỳ xuống trồng được chậu nữa đó. Kiều vuông cánh trắng thân tơ không là xanh mướt mơn mởn rồi nè. Này chưa lớn hung nè, lớn còn bự nữa. Cái loại này là thân cao rồi đó, thân cái cao. Còn loại này là thân lùng đó. Hình số 5 ấy, hình số 9, hình số 9 350k tặng thạch thực tế. Hoàng phi hạt hình số 10, hoàng phi hạt hình số 10 nhìn hết biết thân ra nè, tua tủa luôn. Hai trăm tám mươi ga à, cái này mình lộn rồi cấp chú ơi. Cái này giống hoàng vị hạt chứ nó không phải hoàng hạt. Cái này là hoàng thảo sắn, hoàng thảo sắn này cấp chú. Hình số 10 hoàng thảo sắn mát tiết thân cơ ra nè, nó lên đây nè. 280k hình số 10. Rồi thì hôm nay mình có một số mặt hàng mình chia sẻ các chú anh chị, nó có một số mặt hàng giảm giá, cái nào mình giảm giá được mình giảm giá các chú anh chị, còn cái nào mình giảm được thì mình giữ nguyên. Thì cũng có một hình hay hình gì đó mình giữ nguyên thôi. Rồi mình giữ mình giảm giá sát gốc rồi, quá rẻ rồi. Các chú anh chị mình sưu tầm nha. Rồi, các chú anh chị nào mình ưng hình nào thì chốt hình đó. Nhắn tin một điện thoại cho mình qua số điện thoại mình ghi trên tiêu đề. Đó. Số điện thoại là 0769 385 164. Đó. Rồi hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Hoa Lan Cần Thơ kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay Hoa Lan Cần Thơ xin bán hàng ngày 8 tháng 7 nha các cô chú. Năm 2020. Đó, thì hôm nay là mình có một số mặt hàng giảm giá nè các chú, cho các chú anh chị mình sưu tầm. Thì mình có dọn dẹn chỉ có 10 hình thôi đó. Cái này nó hơi chá nắng rồi các chú, quay ngoài quay vô mới được. Cho các chú anh chị mình sưu tầm nè. Thì giá anh báo chưa bao gồm chưa có phí vận chuyển nè các chú. Các chú nhà hàng được quyền kiểm tra hàng và thanh toán tiền hàng và phí vận chỉ chuyển cho bên chuyển phát. Đó. Các chú anh chị mình thích hình nào thì chốt, có thể là nhắn tin hoặc điện thoại qua số điện thoại mình ghi trên tiêu đề nha. Đó, thì hôm nay mình có một số hình như sau. Thì đầu tiên là hai hình. Đó, đầu tiên là hai hình kia phi đẹp hay gọi là hay còn gọi là giả hạt các chú. Càng tiến qua các chú rồi. Đó, hình số 1. Hình số 1 ở đây là một cái con nù luôn nè. Đó. Lá nhựa nha, lá nhựa nè, lá này cũng tròn nữa nè. Hoa sổ số nha, cái này là chưa sổ hoa. Đó, ở đây là một cái con này thì mình biết nè, con này nó muốn cái lá nó tròn xe luôn nè. Đó. Thì cái này là hàng này là hàng bôn đôn nha các chú. Đó, này là mình tính trồng nè. Tính trồng nhưng mà mình làm biến thôi, mình chia sẻ các chú luôn. Các chú nào mình nhanh tay thì mình chốt, còn không mấy mình để vườn mình trồng luôn. Đó, hình số 1, hai con. Cái con này thì mua ở đâu mình không có nhớ tên nha. Cái nào mình nhớ tên nó nhớ tên, còn không nhớ tên nó không nhớ tên. Còn cái con này nè, con lá tròn tròn xe này nè.
đó, lá nhựa lá dày nha. Con này thì ở gần Buôn Đôn đó. Hai cái kỳ này 150k cho hình số 1. Qua hình số 2. Hình số 2 thì con này cũng vậy. Con này nù nè. Đó, cho chú thấy đỏ nè. Đỏ tư nè, cái thân nè, ở dưới nó cho đỏ tí 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 nè, đỏ, đỏ kêu đỏ tía đó. Lá cũng tròn nè ha. Lá nhựa lá dày luôn nè. Đó. Lá nhựa lá dày luôn. Rễ ổn định luôn. Đó, ở đây thêm một cái con lá lá biên. Đó, con lá biên nè các chú. Đó, con lá biên. Đó, thì hai con này của hình số 2. Đó, hai con này của hình số 2 cũng 150k luôn. Qua hình số 3 là chậm lai phi đẹp. Chậm lai phi đẹp thì cái dòng này nó mắc mỏ hoặc là chậm gừng. Thì ở ngoài người ta bán là một cái chậu mà nó tới 4 5 thân gì là 200 mấy chục ngàn một chậu không à. Chứ không có rẻ nha các chú. Các chú nhìn cái thân bự của nó nè. Nè, hơn một gang tay của mình nè. Tầm hơn gang gử luôn á. Thì ở đây mình có chậu nè. Hình 3. Chậm lai phi đẹp 180k. Có 5 thân luôn nè. 5 thân luôn, cái thân này đỏ luôn nè. Thân này cũng đỏ lừ luôn nè. 5 thân, hình số 3, chậm lai phi đẹp 180k. Ở đây là một cái hình phi đẹp hay gọi là giả hạt. Đó, thân nè, thân đỏ chấm 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 đỏ nè các chú. Đó, cái này mình quay nó chá nắng quá. Đây nè, thân chấm 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 đỏ vậy nè. Đó. Những cái chấm chấm này nó sổ một hoa đẹp nha các chú. Đó, phi đọt nè. Ở bên đây thì cái mầm này nó